xin đồng nhiệt chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Gia Đình Tài Tử. Rất vui gặp lại quý vị. Ngày hôm nay có lẽ rằng một ngày thật ấn tượng tại thủ đô Hà Nội với cuộc thi tuần. Nếu như gia đình nào chiến thắng cuộc thi tuần sẽ nhận được số tiền thưởng là 5 triệu đồng. Gia đình nào chiến thắng vòng thi tháng sẽ nhận được 20 triệu đồng và còn nhiều giải thưởng hấp dẫn nữa. Mong rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực để hai gia đình để giành lấy giải bước vào vòng thi tháng quý vị nhé. Trước khi đến với hai gia đình ngày hôm nay thì Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta gặp gỡ những người hết sức quen thuộc trong mỗi cuộc thi. Đó là phần ban giám khảo. Xin trân trọng chào đón nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Và bây giờ sẽ là hai gia đình. Họ đến từ đâu? Xin mời quý vị hướng về màn hình. Xin chào quý vị và khán giả của chương trình Gia Đình Tài Tử. Vâng, sứ giả của chương trình Gia Đình Tài Tử đang đi trên một con đường đầy hoa gạo, bỗng nhớ đến một câu thơ: bao giờ cho hết tháng 3, hoa gạo rụng xuống, bà già cất chăn. Vâng, và sứ giả đang đến một địa danh, đó là xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, để đến với Gia Đình Tài Tử Lê Quốc Đạt. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo tôi. Đưa con vào giấc ngủ say sưa. Anh là anh Đạt ạ. Vâng, chào anh Đạt. Dạ, vâng. Chào các chị, chào gia đình. Vâng. Hay quá, vâng. Chắc là gia đình nhà anh đúng là anh có truyền thống hát chèo đúng không ạ? Dạ vâng. Từ thời các cụ mấy đời rồi ạ? Bốn đời. Vâng. Thế còn các cháu nhỏ này thì phong trào và hát văn nghệ rồi hát chèo thế nào ạ? Các cháu thế hệ sau? Không, giống đời ông, đời bà, đời bố, đời mẹ là cũng cứ theo nhau. Thế ông bà, bố mẹ đi tập thì các cháu cũng cứ đi theo, cứ ý đi rồi, như này, cứ và... hát đấy. Ngắm vào tâm hồn của bé. Đăng ký cũng rất lâu rồi. Mấy năm nay rồi. Vâng. Lần này em được đi thi. Vâng. Thì mừng năm phấn khởi lắm. Vâng, thì hôm nay sứ giả đến để trao cho gia đình cái cơ hội là được phép tham gia chương trình Gia Đình Tài Tử. Vâng. Gửi xin gửi anh. Dạ. Và thử thách với gia đình sẽ là một bài hát có nhan đề. Đó là bài hát 4 ngàn năm rực rỡ gấm hoa. Chào các thiên thần yêu quý, hôm nay các cháu được sinh ha. Xin chào anh Đạt. Tôi thấy rằng trên đoạn video clip của gia đình chúng ta đó, cái không khí âm nhạc rất là rộn ràng. Hình như là gia đình mình hát chèo là nổi tiếng rồi đúng không anh? Vâng ạ. Và cái bài hát nó có khó gia đình chúng ta không? Đầu tiên thì nó cũng khó lắm mà, nhưng mà sau khổ luyện của các bà, các cô, các bác thì cho đến bây giờ thì nó cũng lưu loát rồi ạ. Xin chào chị, hôm nay chị làm nhiệm vụ gì? Dạ em múa ạ. Trong một tuần qua thì cái sự luyện tập đó chị thấy có thú vị không? Dạ cũng thú vị ạ. Tại vì mình múa như thế thì cái cảm giác của mọi người nó đoàn kết, nó gắn kết được với nhau ạ. À, xin hỏi là hôm nay đội hỗ trợ là ai ạ? Đội hỗ trợ là giai điệu chèo ạ. Xin mời đội hỗ trợ xuất hiện. Giai điệu chèo. Nghe giai điệu chèo thôi thì thấy cũng hấp dẫn rồi ha. Tôi xin hỏi hôm nay là trong nhà chúng ta ai hát chèo hay ít? Em ạ. Rồi, xin mời em. Chiến y trường bom rơi.
anh chị. Một lần nữa chúng ta chào đón gia đình đến từ Phú Xuyên, Hà Nội. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ gia đình thứ hai. Xin mời quý vị hướng về màn hình. Sứ giả đang đi trên một cái ngõ trong một làng quê của Việt Nam. Ở đây có những bức tường gạch đỏ rất là quen thuộc, cũng như bất kể những làng quê khác. Và bây giờ phải đi tìm gia đình anh Tạ Văn Tuấn. Anh Tuấn ơi! Ôi, nhà gõ sâu quá. Ở kia tưởng cứ tưởng là không có ai, hóa ra trong nhà đông người thế. Vâng, xin chào anh Tuấn. Chào gia đình. Tôi là sứ giả của chương trình Gia đình tài tử. Và đã tìm hiểu và biết gia đình mình là một gia đình rất là nghệ thuật. Không những là anh Tuấn này mà còn có một ông anh mà ngoài 60 rồi đúng không ạ? Hát rất hay đúng không ạ? Anh tên là gì ạ? Anh là anh của anh Tuấn ạ. Vâng ạ. Vâng, chào anh. Gia đình mình là cây văn nghệ của xã đúng không? Vâng. Cũng đã đi thi nhiều cuộc ở trên tỉnh và trên huyện. Dạ vâng. Các cuộc ở xã thì là trong tức là đều rất nhiều rồi. Đều bây giờ là sứ giả cần là anh hát một bài giả nghệ. Tôi xin hát bài hát chèo. Vâng ạ. Vừa rồi tôi được giải nhất hot radio của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dạ vâng. Bao niềm vui mới xin có đôi lời trong từng câu hát, từ đáy lòng tôi ý hoa đô. Ý chứ không ý được. Về phần nghệ thuật như thế là gia đình mình quá ok rồi. Và anh Tuấn xin gửi tới gia đình một cái chứng nhận là gia đình mình sẽ được đi thi gia đình tài tử. Bài này không biết phải là bài trèo tủ của anh Bình không? Bài này có tên là Tàu Về Quê Hương. Anh ơi đâu thành ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau luôn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau luôn chạy bay. Xin chào Tuấn ạ. Gia đình chúng ta đa số là làm ngành nghề gì hả anh? Gia đình chúng tôi là gia đình truyền thống làm nông nghiệp. Ôi, xin chào bạn. Hôm nay nhiệm vụ của bạn làm gì? Múa phụ ạ. Múa hả? Nhưng mà hôm nay có bị áp lực gì không? Nên thực sự hơi hồi hộp ạ. Hồi hộp rung quá gì đứng gãi không thế này. Bạn nhìn thấy Hồi Anh rồi nghệ sĩ Nhân Lan Hương rồi chị Hồng Liên, bạn có lo lắng sợ sệt gì không? Đó. Đừng có xài gì hết trơn á. Chỉ có cho điểm ít thôi chứ hiền lắm. Ai hôm nay xin hỏi đội hỗ trợ chúng ta tên là gì? Quê Hương. Xin chào đội hỗ trợ tài năng mà gọi là số 1 của cả nhà chúng ta làm cái gì? Tài năng của em giỏi nhất là bê một tải lúa 40 cân đổ lên toa. Bây giờ trước khi đến cuộc thi căng thẳng nha, chúng ta sẽ giao lưu với nhau một tí. Rồi bây giờ hai anh chị chúng ta bắt tay nhau nói chuyện với nhau một tí đi. Vâng, em xin cảm ơn bác. Hôm nay lần đầu tiên thì anh em mình lên đây xin chúc gia đình nhà bác là vượt thắng trong kỳ thi này. Rồi bác có nói gì với chị không? Gia đình tôi thì đến đây cuộc chơi này thì vui là chính và hát hết mình. Vâng. Rồi. Bây giờ vui là chính đúng không? Vâng ạ. Bây giờ mình khởi động đi nha. Vâng. Bây giờ âm nhạc nào sôi động nhất, rồi hai người nhảy một giai điệu nào đó. Quý vị đồng ý không ạ? Đấy. Đây, bắt đầu. Đó, đúng rồi. Mạnh lên. Để quyết liệt thêm. Đúng rồi. Đấy, thêm cái thông vị. Đó. Đó rồi. Cố lên. Rồi. Cảm ơn nhiều. Xin hỏi chị vừa mới nhảy điệu gì vậy? Thực tế là chị ở nhà chị cứ chỉ có nhảy qua mương qua ấy để mà đi cấy thì cấy thôi, còn chưa nhảy bao giờ. Xin mời. Chúng ta xuống thăm xem đội nào đi trước và đội nào đi sau.
vậy là đội Vĩnh Phúc sẽ thi đầu tiên và đội Phú Xuyên thi thứ hai. Trong quá trình được nhận được cái chương trình thi gia đình tài tử này là gia đình chúng tôi cũng là rất băn khoăn. Có cái khó khăn thứ nhất là các cái diễn viên trong gia đình là không phải là chuyên nghiệp. Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cũng như tiên, một con đường trắng trinh nguyên, một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Được chú em, tôi là tên là Tuấn, cũng có một cái chút kiến thức về nghệ thuật, chúng tôi hướng dẫn thầy bảo, nhưng mà toàn tập vào buổi chiều và buổi tối thì người bận công việc nọ bận công việc kia, lúc tập trung lên là được, người nọ có người nọ mất người kia. Trong quá trình tập thì được là bà con hàng xóm xung quanh đây là tối nào cũng đến là rất đông, từ đâm ra đấy là một nguồn cổ vũ rất lớn cho gia đình để gia đình cố gắng luyện tập. Cô làm giọng với đi múa thì so với làm giọng cô vẫn thấy dễ hơn là đi múa, cho nên là cứng lắm không làm được, khó lắm, tát mồ hôi ra mà lại điều kiện nhà nữa, đâm ra là cảm thấy vất hơn đi làm giọng. May mà thế nào mà này đã lại trời hôm nay đấy, sáng ngày mưa to như thế, mưa phùn thế mà chiều nay tạnh ráo chứ không phải chết dở gì đâu. Để nam dắt nữ chứ nữ cũng được đi trước nam. Khi nam bên này thì nam lại dẫn nữ đi trước, nam ở bên này thì nam phải bước lên đây. Tập nó căng thẳng lên rồi lúc đến lúc ly diễn lên thì gấu là cứ đứng đâm đâm vào nó không thả lỏng được, là nguy hiểm lắm. Thả lỏng mặt ra. Thôi thế thôi. Đồng nát đi. Ai bánh mì nóng đây. Ôi trời nóng thế. Mệt thật đấy. Hôm nay oi bức quá. Hàng thì lại ế ẩm, chẳng bán được bánh mì. Mệt thật đấy. Anh à. Ừ. Đi chợ chỗ này ế ẩm quá. Hôm nay chẳng bán được bánh mì anh ạ. Thầy mình về quê đi anh. Về quê với bà con làng xóm. Về quê với đồng ruộng quê mình anh nhá. Ừ, anh cũng đang tính thế. Thôi mình về quê đi em. Mình ra mua vé tàu về quê em nhé.
Xin mời ban giám khảo ạ. Đầu tiên là tôi xin chúc mừng đội của chúng ta, các bạn hát rất là tốt. Và giá mà khi mà hát các bạn có một chút bè nữa thì hay hơn. Nhưng mà không biết là trong hai đôi hát ấy thì ai là cô dâu chú rể nhỉ? Hôm nay chúng em chưa thành cô dâu chú rể ạ. À, mới chỉ về quê để chuẩn bị cưới đúng không? Có một cái tiết mục mà để cho mình cảm giác nó bâng khuâng, để nhớ đến về ai ở đâu và quê hương như thế nào thì là đều nhớ đến. Nhất là cái dẫn dắt lúc đầu ấy, cái dàn dựng phải nói là rất là thông minh. Tức là hai cái người bôn ba đi ra thành phố và thấy rằng không ở đâu bằng quê mình. Đấy là cái mà dẫn dắt mà tôi cũng thấy hơi gai gai người lên khi mà các bạn nói là thôi đi về đi anh, ta về quê đi anh. Là tôi là một đạo diễn về kịch, tôi rất là thích cái chi tiết đấy. Thế còn các con thì rất là hay rồi, nhất là mặc áo xanh rất là xinh, rất là dễ thương. Thế rồi xin cảm ơn tất cả các bạn. Tôi thì tôi không nghĩ như hai chị, bởi vì là ở đây tất cả các anh các chị đều là những người mà không hề phải là chuyên nghiệp. Thế mà một bài hát mà với một cái nhịp độ nhanh như vậy, với câu dạo có những cái câu rằng rất là khó mà các chị, hai chị vào được rất là chuẩn. Tôi đã đánh giá rất là cao cái phần hát đó. Một cái nữa là cho tôi hỏi cái chị vừa nãy, bánh mì vừa nãy có ăn được không? Cho tôi xin cái, nãy giờ sáng đấy ngồi đói. Tôi xin thông báo với hồi anh là bánh mì này tập còn lễ này đấy. Vâng, bánh mì ngon đấy. Rồi, cảm ơn chị. Tất cả những các phần tiết mục mà các anh chị vừa mang đến ấy, nó cũng có giá trị như là những cái nghệ sĩ chuyên nghiệp chúng tôi. Bởi vì các anh các chị còn mang được đến chúng tôi nhiều cảm xúc hơn. Đấy là các anh chị hoàn toàn là những cái người mà thể hiện rất là bản năng. Và cái bản năng đó nó lại càng phù hợp với cái bài hát Về Quê này nữa. Xin một lần nữa xin chúc mừng tất cả các anh các chị. Rồi, chúc mừng gia đình. Mới đến sân khấu lạ này thì nó cũng các cháu với các bác nó hơi hồi hộp, nhưng mà dù sao chúng tôi diễn hết mình để được lòng của khán giả. Trong quá trình di chuyển đây thì có mấy cháu bạn say xe, thì bây giờ thì tương đối ổn rồi. Khi chắc vào phần diễn của chúng tôi thì chúng tôi làm hết mình luôn. Từ mình đánh giá thì giờ là chúng tôi đánh giá thì chúng tôi mới với bộ này, với tiềm lực này, chúng tôi đánh giá khoảng 9,5. Từng dòng máu nóng vẫn trong tim, mang theo bao ước muốn dâng người. Mặt trời sẽ lên, đàn chim hót vang, cho tôi yêu quê hương Việt Nam. Yeah.
rực rỡ gầm hoa. Bài hát 4.000 năm rực rỡ thì đây trên sân khấu hiện nay nhìn thấy rất là rực rỡ. Thế còn các cháu cơm bé thì ôi dồi ôi, thật là yêu, thật là tuyệt vời. Phải nói là ăn mặc này, diễn và nhảy rất là máu và rất là dễ thương. Đầu tiên thì là tôi xin chúc bạn có một bạn nam trong gia đình mình hát rất là tốt. Cái bạn lĩnh sướng đầu tiên ý, và gia đình mình hát cũng có bè bối đàng hoàng. Thế nhưng mà có một chị hát cũng chưa được tốt lắm. Nhưng mà nói chung là các bạn hát tốt đều và có sự đầu tư và hoàn thiện được cái bài hát của mình. Tôi xin quý vị cho một tràng pháo tay nữa cho bốn em nhỏ. Chú nói thật với các con là các con múa hơn các cô và các bà luôn. Bởi vì sao? Bởi vì các con múa, cho dù có sai các con vẫn kệ. Còn các bà trên thỉnh thoảng sai một cái là các bà lại nhăn rồi, mọi người chết rồi, tôi sai rồi. Thế là rõ ràng là ở đây chúng ta đang có một cái sự không đồng đều về cái phần hát. Có người hát tốt, có người hát chưa được tốt. Và phần múa thì mọi người cũng đã kết hợp làm sao để mà nó phù hợp nhất. Và tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái phần trình diễn mà các cái rất là điển hình cho các cái phần trình diễn của những cái bài hát về đất nước, và các bạn đã làm được tương đối là tốt. Một lần nữa xin chúc mừng. Như vậy là khán giả đã theo dõi hai phần trình diễn của hai đội. Còn bây giờ họ sẽ đến với việc công bố kết quả để xem đội nào sẽ bước tiếp theo vào vòng trong và đội nào sẽ tạm chia tay với chương trình. Đây là giờ phút tôi nghĩ rất là hồi hộp để xem đội nào sẽ giành số điểm cao nhất. Đầu tiên sẽ là đội đến từ Vĩnh Phúc. Khả năng ca hát, nghệ sĩ Dân Lan Hương 8.5, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh 8.5 và nghệ sĩ Tú Hồng Liên 8.5. Số điểm khả năng ca hát dành cho đội đến từ Phú Xuyên, Hà Nội. Nghệ sĩ Dân Lan Hương 8.5, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh 9, nghệ sĩ Tú Hồng Liên 9. Khả năng sáng tạo của đội đến từ Vĩnh Phúc, nghệ sĩ Dân Lan Hương 9, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh 9 và nghệ sĩ Tú Hồng Liên là 9. Khả năng sáng tạo cho đội đến từ Phú Xuyên, Hà Nội. Nghệ sĩ Dân Lan Hương 8.5, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh 8.5 và nghệ sĩ Tú Hồng Liên là 9. Và bây giờ tổng số điểm của hai đội như sau. Đội đến từ Vĩnh Phúc là 52.5 và đội đến từ Phú Xuyên, Hà Nội là 52.5. Như vậy là hai đội đồng điểm nhau. Theo quy định và luật chơi của chương trình Gia Đình Đệ Tử, chúng ta sẽ cử ra mỗi đội một người thể hiện bài nào các bạn thấy hay nhất. Chúng ta sẽ hát solo và ban giám khảo sẽ chấm điểm. Rồi, xin mời bạn. Rồi, hát trước. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Xin lỗi. Cảm ơn bạn. Tôi thấy rằng bạn đây đang gọi đang nhớ lại lời hát đúng không? Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Ôi, kinh thành ngàn năm qua bão sông thời gian qua nắng mưa đàn bom linh thiêng hào hoa. À, căng thẳng đây, có lẽ rằng hai anh là vào hết, có mình tôi là đi ra thôi. Ba giám khảo đang hội ý. Đầu tiên sẽ là đội đến từ Phú Xuyên, Hà Nội. 1, 2, 3. 9, 9 và 8.5. À, cái này phải hồi hộp đây. Và đến đội đến từ Vĩnh Phúc. 1, 2, 3. 9.
Thật sự là rất tiếc phải chia tay với đội chúng ta hôm nay. Đội chúng ta biểu diễn rất là tốt. Ta sẽ mời nghệ sĩ Tú Hồng Liên cùng với nhạc sĩ Hoài Anh, chúng ta sẽ lên trao kỷ niệm chương cho đội đến từ Phú Xuyên, Hà Nội. Tôi đến đây chủ yếu là vui được vinh hát như tình luôn. Thực ra là không được giải hay không được giải không quan trọng điều đó. Mọi người được có cái sân chơi. Tôi chỉ muốn chúc mọi gia đình mà bạn Thao có đăng ký thì cố gắng tập luyện tốt để hát tốt, để đạt được những giải thưởng cao nhất. Chúng ta sẽ nhận chiếc vé vòng thi tháng từ nghệ sĩ Dương Lan Hương. Kính thưa quý vị, gia đình tài tử đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi chương trình được công ty MCV thực hiện. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Tấm vé vòng tuần sau sẽ thuộc về gia đình nào đây? Quý vị đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình nhé. Chương trình do công ty MCV thực hiện.